Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Rồi, chúng ta đến với phần giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, chào Ngọc Lan, chào anh Nguyễn Linh. Chào quý vị khán giả và chào bạn trai bên kia. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Thùy Dung. Năm nay em 32 tuổi. Quê quán ở Châu Thành, Tiền Giang. Và đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương. Ú là trời, cùng huyện, cùng quê tôi luôn. Dạ đúng rồi, cùng quê với anh Nguyễn Linh với Lý Hải rồi. Trời ơi, toàn là người nổi tiếng không? Mình làm công việc gì ở Bình Dương mà? Dạ, em làm nhân viên khai thác mẫu của công ty trong văn phòng của công ty già thể thao. Thôi em trai, giới thiệu về mình cho nhà gái biết đi em. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái bên kia. Em tên là Đinh Văn Phương, năm nay em 35 tuổi, quê em ở Đắk Lắk. Em là tài xế, công ty lái xe công ty. Lái ở đâu? Em hiện tại đang công tác làm việc công ty ở quận 12. Rồi, chúng ta nghe coi nhà gái có ưu điểm, khuyết điểm gì nè. Dạ, ưu điểm của em là em tự lập, em biết nấu ăn, biết chăm sóc với quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn khuyết điểm của em thì ra đường thì hơi bị mất phương hướng chút xíu, có nghĩa là không rành đường đi, nhút bước. Dạ, tại vì em ở trong công ty á, cho nên là môi trường làm việc với lại ở ngay chỗ công ty và làm việc ngay công ty luôn, cho nên là ra ngoài thì nó hơi bị lúng túng dạ. Không sao, miễn sao nhớ nhà là được rồi. Đừng đi lộn nhà làm phương hướng để lần sau có gì anh làm tài xế cho em ơi. Đó, thấy chưa? Ngon lành. Ơi. Có tài xế tôi lo. Ưu điểm của nhà trai là gì nè? Em thì vui vẻ, hòa đồng, sống nhiệt tình ạ. Khuyết điểm mình là gì Phương? Khuyết điểm của em thì nhút nhát, rụt rè, nhút nhát đám đông. Với là ngủ thì có ngáy. Ngáy ai không ngáy? Ngọc Lan còn ngáy được nữa chứ ai. Trời ơi trời. Đoán gì thôi. Tôi có được ngủ đâu mà tôi ngáy. Nhà trai tôi dễ thương lắm, hiền lành, nhát gái. Chào em gái Châu Thành, xinh đẹp. À, dân Châu Thành tôi nhìn là tôi thích rồi đó. À, gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình hồi học sinh viên. Lâu lắm hả? Dạ, cách đây 10 năm rồi. Quen lâu không? Quen được 2 năm. Ừ, sao chia tay? Dạ, tại vì sao tìm hiểu không thấy không hợp. Ừ, không hợp thì thôi, chia tay đúng rồi đó. Qua coi nhà trai tôi coi. Nhà trai tôi hiền lành lắm. Để tôi qua với dân Tiền Giang tôi coi. Đâu, để qua hỏi nhà trai bao nhiêu mối tình rồi nè. Nhà trai gì chắc chắn khá khá. Nhà trai nhiều mối tình rồi. Em cùng quen một mối tình cách đây 4 năm không hợp thì mà em chia tay. Cũng không hợp luôn. Không hợp. Mà không hợp chỗ nào? Quen mới yêu mà kiểu bạn gái đi đâu cùng kiểm soát cái ghen quá. À, vậy rõ ràng là bạn không thích con gái mà kiểm soát cái ghen nhiều quá đúng không? Dạ. Người ta yêu người ta mới ghen chứ. Nhưng mà phải tin tưởng nhau. Đúng rồi, ghen gì vừa thôi, ghen quá ai chịu nổi. Ừ, ghen không, nhưng mà yêu thì mới ghen. Yêu thì cũng ghen chút chút thôi. Thì phải tạo cho người ta niềm tin thì nó không ghen. Ghen mà ghen thái quá cũng không được mà đâu. Có hay lăng nhăng không mà người ta ghen? Dạ không ạ. Thiệt không? Thiệt ạ. Rồi, tôi tin nha. Chuẩn luôn á chị. À, bây giờ là mình thích có một người con gái như thế nào nè? Thì nói chung dễ sao nhìn, hợp với xinh, xinh một xanh xắn một chút. Bên kia là nhân sinh luôn. Lo toan cho gia đình. Rồi gì nữa? Biết nấu ăn. Ghen thì ghen ghen vừa thôi. Rồi có cái điểm gì mình không thích ở con gái nữa không? Không thích bạn gái mà nói chung là phải gọn gàng, sạch sẽ thì được. Nhưng mà có ai gái ở dơ bao giờ đâu không? Có nha, xác nhận có. Có đâu, lâu lâu mới có người thôi, ta bận quá thôi chứ. Những tiêu chuẩn nay vừa đưa ra thì các em gái tôi dư sức luôn. Đúng rồi đó. Dạ. Vậy thì cái tiêu chuẩn của em có một người bạn trai là như thế nào? Dạ, tiêu chuẩn của em là bạn trai đó phải cao trên 1m65. Em 1m7 ạ. Có thấy chưa? 1m7. Rồi gì nữa? Dạ, nhìn thấy trẻ trung năng động một chút xíu. Yêu thích thể thao hay là vận động, những cái môn vận động. Và không gia trưởng, không có hay tác động vật lý. Hay tác động vật lý. Dạ, dạ. Đánh vợ, đánh con đúng không? Dạ. Có thể nóng tính nhưng mà biết kiềm chế bản thân lại. Dạ, không hút thuốc. Có thể uống rượu. Ừ. Miền Tây chấp hết. Miền Tây chấp hết. Dụ uống rượu. Hai vợ chồng đi nhậu được không? Được. Không sao. Nè, bên kia có bao giờ có tác động vật lý lên phụ nữ không? Dạ không ạ. Có hút thuốc không? Dạ không luôn ạ. Được. Ngon lành. Còn Tiền Giang tôi khỏi hỏi gì chứ. Tiền Giang tôi là cái gì cũng dễ thương hết trơn á. Thử mình hỏi người thân đi. Đúng. Nếu mà được á
là mình mở rào cho hai bên gặp mặt luôn nha. Rồi mình hỏi người thân nhà gái trước nha, em đi với ai? Dạ, gấp quá nên không có người thân. Rồi không sao, có người tiền gia con. Tiền gia. Bây giờ là em trai đi với ai? Em đi với đứa em con chú ruột với vợ chồng đứa em ở cùng quê. Cùng dạ, quê. Chào nhà trai. Cháu xin chào chú Quỳnh Linh và cô Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem tại chương trình ngày hôm nay. Thì em là Cường, em là em trai họ của anh Phương. Em thấy chị bên này khá là xinh và dễ thương. Và nếu mà hai anh chị có thể là hẹn hò với nhau thì anh chị không cần phải lo về việc mất phương hướng nữa. Và chị chỉ cần việc ngồi lên xe thôi. Và việc còn lại thì cứ để cho anh trai của em lo. Hay quá, con mềm đáng. Anh trai ở nhà có bầu bạch nhiều không? Dạ không ạ. Thì anh trai của em thì cũng là một người rất là siêng trong công việc đó. Và cũng chăm lo cho tương lai của mình. Và cũng ít khi mà đi hẹn hò. Thì cũng rất là mong muốn qua chương trình này thì anh trai của em có thể tìm được một nửa của mình phù hợp. Rượu chè gì không? Dạ không. Anh trai của em là một người rất là chơi mê thể thao á, là hay hai anh em hồi trước cũng rất là hay chơi thể thao với nhau. Rồi phù hợp luôn. Hay tôi hỏi dân Tiền Giang, tôi hỏi cho kỹ vậy. Đúng đó. Đúng rồi. Ừ thôi được rồi. Bây giờ mình mở rào đi nha. Mở rào nào. Bắt đầu đi Hương ha. Dạ dạ. Xin chào em. Ngày đầu gặp mặt anh có bó hoa tặng em, chúc em luôn xinh đẹp và trẻ trung. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chị cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn em. Mở có gì Phương? Dạ, một cái bình nước giữ nhiệt ạ. Dạ, dạ. Cho qua mùa đông lạnh giá. Cho qua mùa đông lạnh giá. Trời ơi, bà có duyên lắm nha. Bà này mà cho bà 2 ly thôi là bà nói chuyện cho đã luôn á. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ anh cao ráo, dạ giống như tiêu chuẩn của em. Dạ dư tiêu chuẩn của em. Nhưng mà tại vì em chỉ lăn tăn cái việc mà nghề nghiệp của anh là tài xế thôi. Em sợ là anh ảnh sẽ đi nhiều á. Anh thì anh chạy sáng đi chiều về à? À làm cho công đi ty về đúng không anh? Đúng rồi. Dạ tại em thích người cố định, làm việc giờ giấc cố định. Cuối tuần đồ này kia mình sẽ có thời gian để tìm hiểu hơn. Chứ em sợ tài xế thì giờ giấc nó hay không có ổn định hay gì đó thì... Anh dạ. Đi làm về sớm thì cỡ tầm 6 giờ, còn trễ thì cỡ tầm 7 rưỡi. Rồi, bây giờ mình hỏi đi, quan điểm về tình yêu, hôn nhân thế nào, mỗi bên trao đổi cho nhau biết. Em trong quan điểm tình yêu của em thì như thế nào? Dạ, em là chỉ cần tin tưởng nhau, trao đổi giống như tương tác với nhau để nói ra những cái vấn đề mà mình khúc mắc hay là không hiểu thì nó sẽ bền lâu hơn. Dạ em mong muốn có một người chia sẻ. Anh cũng quan điểm thì cũng giống em. Dạ nói yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Dạ anh có định hướng tương lai là 1 hay 2 năm tới là sẽ như thế nào không ạ? Công việc hay là nơi ở như thế nào ạ? Hiện tại công việc anh làm đây mình thì cũng đang ổn định. Dạ. Nếu mà cưới vợ thì có thể anh nếu không làm công ty thì mình có thể về làm một việc khác. Dạ nhưng mà ý là anh ở đâu ạ? Đất thì anh mua ở Đồng Nai rồi. À. Thì dạ. Sau này mình cưới vợ thì hai vợ chồng thỏa thuận ở đâu thì mình tính tiếp. Đúng rồi. Dạ. Có đất bây giờ chưa có đâu có tính được. Không ở đó thì bán đất đó mua Bình Dương. Không có Bình Dương được về huyện Châu Thành tôi mua. Huyện Châu Thành giờ cũng đang phát triển rất là nhiều ha. Dạ. Ngay quốc lộ không em? Dạ ngay quốc lộ 1A. Quốc lộ 1A luôn, trời ơi sầm uất lắm. Nhưng bây giờ hai bạn hỏi trao đổi khoảng bao lâu thì ta có thể kết hôn được? Em nếu mà mình quen nhau mà tiến tới xa hơn thì cỡ bao lâu thì em... Dạ là do tùy mình tìm hiểu tới độ nào thôi. Nhưng chứ mọi thứ của em là sẵn sàng rồi. Chỉ đợi gió xuân tới thôi. Chỉ đợi gió xuân tới thôi. Cái gì anh sợ luôn á. Nếu như khi mình kết hôn á, mình về mình ở nhà đó thì tiền bạc ai giữ nè, quan trọng nhất ha. Em thì thoải mái, tiền thì để cho vợ giữ được. Thì hiện tại giờ chưa vợ thì mình giữ. Dạ thấy cũng hơi gánh nặng mà em xin gánh giác. Em gánh giác được. Rồi bây giờ mình đứng lên chứng minh cho nhà gái biết coi. Thể dục thể thao đúng không? Khỏe mạnh không? Khỏe. Hít đất được. Hít vài cái. Được. Mạnh lên coi đó, thấy chưa? Thấy cái thế thôi là thấy khỏe rồi đó. Được không em? Hít đất gì được không em? Được. Dạ. Thôi đủ rồi. Hỏi lên đang xong nữa mạnh lên.
hát bài chứng minh tình cảm của mình luôn coi. Đứng lên hát luôn. À, em hát bài Tình Em Là Đại Dương của Diễm Anh. Tới nắm tay nhà gái. Hát vô, luôn. Tới công chuyện luôn. Cặp này tới công chuyện nghe mọi người. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng, gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàng hôn, mình cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Tình em lớn như đại dương, nồng ấm hiền hòa bao dung, đã cho anh sức sống để đi tới tận cuối chân trời. Gái Tiền Giang hát bài đi. Thôi hát hai câu. Rồi hai câu đi. Vì sao em nhớ anh thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng anh. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Anh hỡi anh có hiểu có hay. Trời ơi, thiệt tiếng lòng của người ta. Rồi, bây giờ chúng ta để tay bấm với các bạn. Khi quyết định bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không bấm vì điều gì cả, bấm vì sự rung động của con tim. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bấm. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Dạ. Đó. À, hãy cho nhau cơ hội, tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu lẫn nhau. Các bạn đã rất gần nhau rồi đó. Nụ hôn đầu tiên. Chào anh mấy. Còn bây giờ mọi người, em tên là Huỳnh Thị Cẩm Giang, thì hiện tại là quê quán em thì ở miền Tây Đồng Tháp. Em lên đây thì đi làm cũng được hơn 10 năm rồi. Thì hiện tại chỗ ở chính của em thì ở chung với lại gia đình ở Thủ Đức. Dạ. Thẳng lưng lên nha đẹp. Dạ. Thẳng lưng lên, lên sân khấu phải ngồi thẳng lưng lên. À thì thật ra thì chỉ còn mẹ, mình chỉ còn mẹ thôi. Hiện tại thì mẹ và các dì này kia thì tất cả đều ở Thủ Đức hết. Thì mình cũng ở Thủ Đức chung. Thì mình sống với gia đình. Thì mục tiêu tới đây thì mình để được gia đình với lại bạn bè cũng ký tên xác nhận hết rồi là cảm thấy là nên tới đây. Nên tới đây lâu rồi. Nên nay mình xuất hiện ở đây. Dạ. Yeah. Còn mình độc thân thì tính ra thì cũng được 6 năm rồi. Trong 6 năm đó thì cũng có những cái mối tình lướt qua, nhưng mà hầu như bận quá hoặc là không đi tới đâu cả. Chỉ là hẹn hò, ăn uống, cà phê. Điều đặc biệt của mình là trải qua một lần đò. Tại vì mình kết hôn sớm thì mình cũng có một con trai 6 tuổi. Đó cũng là lý do thứ hai, do mình bận thôi. Thì cũng mong chương trình thanh lọc được. À, cái lần kết hôn đó là năm em 23 tuổi. Thì năm đó thì cũng đi làm. Rồi ba lúc đó cũng mất. Thì gia đình thấy là cũng lớn tuổi rồi. Thì đang quen ai lâu nhất tầm 2 năm, năm gì đó. Thì suy nghĩ là kết hôn luôn. Thì mình lúc đó mình cũng nghĩ là kết hôn cho nó xong. Thì không có tìm hiểu kỹ, trong vòng một năm thì anh đó cũng là người ở Sài Gòn luôn. Rồi cũng đi đến hôn nhân, kết hôn xong rồi sinh em bé xong là hai đứa cảm thấy không hợp nữa. Cãi vã nhiều lắm, chắc là do mẹ nói là do tính của mình cũng nóng tính với lại quen nhanh quá. Kết hôn liền. Bồng bột quá. Về ở với nhau tính ra chưa đầy một năm luôn.
thật ra có bầu là chưa có ly hôn đâu. Ly hôn là sau khi em bé 1 tuổi là cả gia đình đồng thuận hết rồi. Anh đó cũng đồng thuận, nói chung là do mình cũng bồng bột quá. Vậy thôi đó. Thì tính ra thì cũng không nói xấu, nhưng mà thật ra tính lăng nhăng. Nên chắc do vậy mình cũng có cái tâm lý không an toàn với người sau này á. Là anh có phát hiện qua tin nhắn như thế nào? Đúng chính xác là tin nhắn. Đúng chính xác tin nhắn, có gọi điện luôn. Nói chung là mình là tan vỡ là gia đình đều biết hết. Với lại anh đó cũng đồng thuận là lỗi sai là thuộc về mình. Nhưng mà tính ra thì hai đứa cũng không có tình cảm nhiều trước đó nữa. Mình cũng nhanh quá, gia đình. Dạ, không nói xấu bản thân, nhưng mà thật sự là do bồng bột quá thì hôn nhân nhanh quá thì không có kết quả tới giờ. Ba mới mất, đúng rồi. Mới mất xong rồi chắc cũng tầm chừng 2-3 tháng sau á là em biết mình có thai. Dạ. Dạ, rồi kết hôn cũng lẹ làng kia. Nói chung là do hồi lúc trẻ thì không có suy nghĩ kỹ á. Thì hiện tại năm nay cũng được 32 tuổi rồi thì chợt nhìn lại thấy mình già quá, với lại bạn bè đồ cũng có gia đình hết rồi. Nên hầu như mục tiêu của em là quen ai thì quen cũng phải chín chắn với lại người có gia đình để kết hôn chứ. Con em thì nội và ngoại chia sẻ nhau nuôi. Thật ra là em thì cũng đi làm rất là nhiều, thì hầu như chu cấp là nhiều rồi, bên con buổi tối thôi. Dạ, nội ngoại, đúng rồi. Giọng em lớn lắm này cũng thu vô đó. Ok, là con trai đang học lớp 1 hả? Dạ đúng rồi. Học bên Bình Chánh luôn. Dạ, Thủ Đức luôn. Ok, rồi, thế bây giờ con muốn thì học trường như thế nào? Dạ, thì giờ cũng lớn tuổi, cũng có tuổi nên hồi xưa thì bao nhiêu cái điều kiện, giờ thì chắc là người có gia đình với lại cũng lớn tuổi hơn mình. Nhưng mà cũng phải có, gọi là có sự nghiệp xíu. Đúng rồi, chắc có sự nghiệp xíu, độc thân là được. Tính tình thì chung ra thì mình thấy mình cũng nóng tính nói nhiều, chắc anh đó cũng hơi trầm tính xíu hay sợ hợp hơn. Chồng á về là không nói gì. Trầm tính nó khác là vô tâm nha, trầm tính hay lẫn mấy người vô tâm thì cũng không có, nói chung không có bền. Với lại cái người mà ấm áp bên ngoài ống ấm áp, bên trong nhiều tiền. Chị thấy chắc chắc thì nói về tiền, cái đó chỉ là cách nói chơi của em thôi, nhưng mà chủ yếu là cái tính nó đi với nhau quan trọng lắm. Ví dụ như là hai bên hợp nhau á mà cái tính nó trái ngược, có thế nào cũng gãy à. Không, câu nó hay mà. Bên trong không có gì hết. Dạ, hiện tại thì em ở mức không nhiều tiền nhưng mà cũng chung chung nên cũng khá khá, công việc em cũng tốt nên chắc chắn. Dạ, em hiện tại là bên bán ô tô. Bán ô tô, bán ô tô. À, của hãng nào? Hãng Mitsubishi. Xe ô tô. Dạ, xe ô tô. Mà là mình làm ở Bình Chánh luôn hay là làm? Đúng rồi, em làm tại đó luôn. Xưa giờ làm ở đó. Có khi nào bán ô tô vậy cái gặp mấy anh mà độc thân đi mua xe? Có, đúng quả là bên trong nhiều tiền nhưng mà nhưng mà chắc do không có hợp về cái lại tuổi này em kiếm khó lắm. Như mẹ em nói, xoay ra hay lại hồi xưa mẹ còn may mối cho những cái anh mà chưa có gia đình, còn bây giờ em xoay qua xoay lại là toàn gặp người có gia đình đó. Mà em thì mục tiêu là muốn kết hôn nên chắc chắn quen là phải cho quen cho chín chắn. Công ty em hả? Xui rồi, công ty em nữ sẽ độc thân nhiều hơn nam. À, được luôn chị, được luôn. Thật ra em có gặp nhưng mà do cái tính nữa không có muốn kết hôn lần hai hay sao đó, mấy ảnh cũng sợ á. Còn em là không sợ kết hôn, chủ yếu là em muốn có gia đình thôi. Em ca hát được. Rồi hát thử đoạn luôn đi. Thử đoạn luôn đâu gì đâu. Không, nhạc hát ngại lắm chị. Vậy hả? Em hát nhạc gì ta, nhạc trẻ hay nhạc miền Tây ta? Ở cái nào được trơn á. Em hát bài nhạc miền Tây đi, nhạc Hồ Quê đi, của Hiền Thục.
Anh theo em qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng buông dời dời xa xăm, gửi lấy kỷ niệm khôn nguôi, thương khó làm ban chiều da, mái tranh thơ còn nằm nôi. Dạ em hát theo vậy đó. Này có thêm cái nón, xong cái búa luôn ha. Nó thêm đạo cụ rồi. Dạ lên. Mình chia sẻ mà hình mẫu mình mong muốn đi. Tại vì một bạn trai như nào vậy ta? Dạ. Nói không có yêu cầu gì nhiều, chắc là về ngoại hình bề ngoài thôi, chứ tính cách chắc mình yêu cầu hơi nhiều. Cái tính cách quan trọng lắm. Cao hơn mình là càng tốt, lớn tuổi hơn mình đừng có quá 40 tuổi là được. Lớn tuổi hơn mình, cao hơn mình, rồi tính tình thì ấm áp, hiền cũng được. Tại vì bản thân mình nói nhiều nên anh đó càng ít nói càng tốt.